Xin chào các bạn đến với Mỹ thuật Tây Bắc. Sau đây mình sẽ chia sẻ với các bạn những mẫu tranh bên mình thực hiện đang chuyển sang bên Đức nha các bạn. Đây là 3 mẫu tranh phong cảnh Tây Bắc hiện tại vẽ ở bên mình. Với kích thước là 60 x 1m2 và 70m1 và 60 x 90cm mời các bạn và cả nhà cùng chiêm ngưỡng và theo dõi nha. Tranh về chủ đề vùng cao Tây Bắc được đặt bởi anh Quang Nguyễn bên Đức nha. Bên mình đang trong quá trình vẽ và sẽ chia sẻ với các bạn đây quá trình lên màu, lên sàn tối của cây. Mình sẽ trích ra những đoạn video nhỏ và chia sẻ cụ thể về cách vẽ của từng phần cho cả nhà hay bạn nào thích và đam mê thì theo dõi, nhớ theo dõi kênh của mình là Mỹ thuật Tây Bắc trên YouTube hoặc trên TikTok và trên Facebook nha các bạn. Còn Facebook chính của mình là Lưu Đình Tuất và bên là Mỹ thuật Tây Bắc nha các bạn. Bên mình chuyên bán và vẽ tất cả các loại tranh trên mọi chất liệu theo yêu cầu, ship toàn quốc trong và ngoài nước cho các bạn nha. Đây là quá trình khi hoàn thành xong bức tranh nha. Mời cả nhà cùng tham gia chiêm ngưỡng. Cả nhà nhớ đánh giá và góp ý cho mình ở bên dưới bình luận nha. Còn đâu thấy thích hay là không thích thì hãy nhớ like, bình luận và chia sẻ cho mình, góp ý kiến cho mình để mình có thể vẽ tốt hơn. Cảm ơn cả nhà cùng quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những video lần sau nha. Cảm ơn các bạn đã xem, thấy hay nhớ like, share và bình luận góp ý cho Mỹ thuật Tây Bắc nhé.